Cảm ơn quý vị vẫn không rời màn hình và sau đây là phần tin tức Việt Nam. Hơn 40% diện tích rừng Sơn Trà bị chuyển đổi mục đích sử dụng. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Giải pháp Bảo tồn và Phát triển Bền vững bán đảo Sơn Trà vào ngày 28 tháng 4 tổ chức tại Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Buổi hội thảo có sự phối hợp giữa Trung tâm Con người và Thiên nhiên, Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học, Nước Việt Xanh và nhóm nghiên cứu giảng dạy về môi trường của Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Tại buổi hội thảo này, nhiều ý kiến cho rằng việc cắt giảm 41% diện tích rừng chuyển sang đất khác, tức chuyển đổi mục đích sử dụng là quá lớn, trong lúc khu vực rừng bị cắt giảm nằm ở chân núi thuộc vùng đệm, có khả năng bảo vệ cũng như bảo tồn sinh thái và động vật quý hiếm trước những hoạt động của con người. Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, ông Quỳnh Tấn Vinh, việc phát triển du lịch ở Sơn Trà phải dựa trên nguyên tắc là giảm thiểu tác động đối với môi trường, cung cấp lợi ích tài chính, thiết thực cho việc bảo tồn thiên nhiên. Vừa qua, thì việc phát hiện 40 móng biệt thự xây dựng trên bán đảo Sơn Trà khiến dư luận bức xúc. Một chiến dịch kêu gọi cứu Sơn Trà được phát động trên mạng xã hội, thưa quý vị. Cử tri yêu cầu thông qua luật biểu tình. Cử tri của huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh sáng vào ngày 28 tháng 4 có buổi tiếp xúc với Phó Thủ tướng Cộng sản là ông Vương Đình Huệ về vấn đề xử lý hậu quả về sự cố môi trường do Formosa gây ra. Việc thực hiện đền bù, tạo việc làm cho người dân bị ảnh hưởng được thảo luận trong buổi gặp. Tại Hà Tĩnh, từ khi xảy ra thảm họa môi trường cho nhà máy thép Formosa gây nên, nhiều cuộc biểu tình đòi bồi thường thiệt hại đã diễn ra. Có những cuộc đã đến gần chục ngàn người bên ngoài nhà máy Formosa. Có cuộc biểu tình người dân chiếm trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện ở Lộc Hà hồi đầu tháng 4 vừa qua. Cơ quan an ninh Cộng sản ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự đối với cuộc biểu tình chiếm trụ sở tại Ủy ban Nhân dân huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Trong khi đó, người dân cho rằng họ đi đòi hỏi quyền lợi chính đáng, cũng như phản đối hành vi sai trái của chính quyền địa phương trong bồi thường thiệt hại cũng như trong hành xử đối với công dân. Một em gái đã ngã quỵ khi phát hiện thi thể trôi sông là của anh ruột mình. Hay tin khác tin của Hà Bá vớt thi thể người đàn ông trên sông Sài Gòn. Người phụ nữ chạy tới hiện trường kiểm tra thì ngã quỵ, phát hiện nạn nhân là anh trai của mình. Chiều 28 tháng 4, Công an Cộng sản quận Bình Thạnh phối hợp cùng với đơn vị nghiệp vụ Công an Cộng sản thành phố Sài Gòn điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông được người dân phát hiện trên sông Sài Gòn. Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, nhóm công nhân đang ngồi nghỉ trưa bên bờ sông Sài Gòn, đoạn gần cầu Kinh, quận Bình Thạnh, thì tá quả phát hiện xác người nổi lềnh bềnh trên sông nên hô hoáng. Thông báo do nhiều người biết, nghe nhóm công nhân hô hoáng ông Nguyễn Văn Chúc, người chuyên vớt xác và cứu hàng trăm người nhảy sông Sài Gòn, ở gần đó lập tức phóng ghe tới, đưa xác nạn nhân vào bờ. Nhận tin báo, Công an Cộng sản có mặt, ghi nhận sự vụ việc này, lấy lời khai các nhân chứng. Tại hiện trường, thi thể người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc quần lửng, áo ba lỗ, mang giày thể thao, trên tay trái có đeo chiếc nhẫn màu vàng lớn. Hay tin khắc tin Hà Bá vớt xác người đàn ông, người phụ nữ chạy tới hiện trường kiểm tra và ngã quỵ khi biết nạn nhân là anh trai của mình. Người dân địa phương cho biết nạn nhân ở cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, sống cùng mẹ với em gái. Nạn nhân làm tài xế cho một công ty ở Bình Dương, sáng nay không thấy ông đến chỗ làm nên công ty đã gọi điện tới nhà để kiểm tra nhưng cũng không thấy ông đâu, thưa quý vị. Công nhân nằm bất động sau tiếng nổ tại công trình trung tâm tiệc cưới. Trong lúc thi công sửa chữa tại tầng 2 của trung tâm hội nghị tiệc cưới ở Sài Gòn, nam công nhân bất ngờ rơi xuống bên dưới nằm bất động. Vụ tai nạn lao động xảy ra vào chiều ngày 28 tháng 4 tại trung tâm hội nghị tiệc cưới trên đường Lý Thường Kiệt, phường 11, quận Tân Bình, khiến nam công nhân trọng thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ, tức 3 giờ chiều, nam công nhân 30 tuổi bắt đầu trong lúc làm dàn hàng xì trước trung tâm tại hội nghị tiệc cưới trong khu vực lầu 2, thì bất ngờ bị rơi xuống dàn giáo bên dưới nằm bất động. Phát hiện sự việc, nhiều công nhân có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng ở tay. Thông tin tại hiện trường, thời điểm nạn nhân gặp nạn, có một thanh sắt của công trình rơi trúng đường dây điện tạo ra tiếng nổ lớn. Nhận được tin báo, Công an Cộng sản địa phương có mặt lập biên bản, ghi nhận vụ việc cũng như điều tra rõ làm nguyên nhân của vụ tai nạn. Kính thưa quý vị. Đã bắt được một quái ngư trên sông Đồng Nai, bán được gần cả trăm triệu. Vào trưa 28 tháng 4, anh Trần Minh Dũng, 37 tuổi, ngụ tại phường Long Phước, anh vừa bắt được một con cá hồ khủng nặng gần 60kg, dài hơn 1 mét trên sông Đồng Nai. Ngay trong buổi sáng nay, thì một vị đại gia có mặt và mua con cá này của anh Dũng với giá gần 90 triệu đồng. Đây là lần thứ hai anh Dũng bắt được cá hồ quý hiếm. Trước đó, vào tháng 10, 2014, trong lúc giăng lưới trên nhánh sông Đồng Nai, phía bờ quận 9, anh Dũng cũng bắt được cá hồ nặng 128kg và bán với giá gần 130 triệu đồng.
Nước sông dưới nhà máy chuyển màu đen và cá chết nổi trắng. Nước trên của một nhánh sông Thu Bồn ở tỉnh Quảng Nam bất ngờ chuyển sang màu đen. Cá chết nổi trắng chưa rõ nguyên nhân. Khoảng 4 ngày từ ngày 28 tháng 4, sau khi dòng nước trên nhánh sông Thu Bồn đoạn chảy ra thôn Xuân Nam, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, chuyển màu đen như mực, cá tự nhiên bắt đầu chết nổi trắng sông. Ông Nguyễn Thanh Hải, trưởng thôn Xuân Nam, cho biết hiện tượng cá chết bất thường bắt đầu diễn ra từ ngày 25 tháng 4. Chỉ sau một ngày, cá bắt đầu chết hàng loạt, nổi trắng khu vực khe đá mài với số lượng lớn, kéo dài gần 3 km. Hiện tượng cá chết vẫn chưa dừng lại. Theo quan sát, nước ở khu vực này có màu đen đục, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Cá rô phi, cá trắm, cá mè chết trắng hàng loạt, nổi lên bền trên mặt nước. Nhiều khu vực cá chết dày trôi dạt vào bờ tạo thành cả mảng lớn. Ông Hải cho biết, phía trên khu vực cá chết có một vài trang trại nuôi heo và đặc biệt có nhà máy cồn Đại Tân, huyện Đại Lộc đang hoạt động. Theo ông Hải, thông thường nước sông rất trong. Cách đây vài năm, nước thải từ nhà máy cồn Đại Tân từng làm dòng nước đen ngòm khiến cá chết trắng, kính thưa quý vị. Vừa rồi là phần điểm tin thế giới Hoa Kỳ và Việt Nam. Jenny và Quốc Dũng xin thân ái tạm biệt quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Chúc quý vị có một ngày an lành và hạnh phúc.